Mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Simply Speaking English Nói tiếng Anh đơn giản Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn Cái bí kíp muốn gì nói đó mà không bị bỉ nha Nghe có vẻ khó đúng không? Không hề nha Vì cái cách này nó cực kỳ đơn giản Và hiệu quả bất ngờ Nói tới đây các bạn nó tò mò lắm từ từ tôi sẽ giải thích cho tất cả các bạn hiểu nha. Trước khi bước vào cái bí kíp này, chúng ta tìm hiểu xem vì sao bạn bị bí. Khi bạn gặp một người nước ngoài, bạn muốn mở miệng ra nói vài câu, miệng thì muốn nói, mà chữ thì chảy đầu mất tiêu, đúng không? Vậy tôi vào phần thứ nhất là phần khám bệnh. Bệnh thứ nhất, không biết phát âm. Khi bạn gặp cái người nước ngoài, bạn chỉ muốn nói một vài câu rất đơn giản như Good morning, rồi how are you, rồi là bí, tịt ngồi luôn, không còn chữ để tiếp tục. Gặp khó khăn, bối rối, rồi lại sợ sai, sợ không đúng, sợ người ta cười. Nên tôi đã làm một vài cái video luyện phát âm, nên các bạn có thể xem đi, xem lại để học cách phát âm nha. Rồi tôi tiếp tục vào phần bệnh thứ hai, đó là đắm chìm trong ngữ pháp. Bạn cố gắng suy nghĩ, cào cấu, vắt não, cho ra một câu hoàn chỉnh để nói. Càng cố thì lại càng không ra, đi vào ngõ cụt là cái chắc rồi. Cứ đi tìm chủ ngữ, rồi động từ, tính từ, thế là bạn xoay tròn trong cái mớ bồng bông chán nản rồi im luôn bệnh thứ ba đó là nghèo ý tưởng bạn không biết mình phải bắt đầu nói từ đâu tiếng việt á thì một đầu tiếng anh á thì bạn không thấy bạn cố vung tay múa chân mà vẫn không ăn thua nên bạn yên tâm nha tôi sẽ bật mí cho các bạn một cái bí kíp để xóa tan cái nỗi ám ảnh bị bí tiếng anh trong lúc nói Tôi sẽ đưa ra những cái ví dụ cụ thể để hướng dẫn từng bước bạn dễ dàng áp dụng nha. Rồi tập qua được phần 2, đó là phần chữa bệnh. Bạn đi vào bước 1, rất là đơn giản. Bước 1 bạn chỉ cần chuẩn bị cho tôi một cuốn tập và một cây bút chê. Bạn yên tâm, cứ làm theo tôi nha. Tôi sẽ chỉ cho bạn cụ thể qua bước 2. Rồi, trước tiên thì bạn nghĩ về công việc bạn làm hàng ngày, rồi kể lại bằng tiếng Việt, rất đơn giản đúng không? Đơn giản là kể những công việc bạn làm hàng ngày bằng tiếng Việt. Rồi, ta qua bước 3. Bây giờ thì bạn viết ra những việc đơn giản bạn làm vào buổi sáng, buổi trưa, rồi buổi tối. Tôi sẽ cho một vài ví dụ cụ thể về một ngày của tôi bằng tiếng Việt nha. Vào buổi sáng thì tôi thức dậy nè. Tôi đánh răng, tôi rửa mặt, tôi tập thể dục, tôi đi tắm, tôi ăn sáng và tôi đi làm. Vào buổi trưa thì tôi ăn trưa, tôi ngủ trưa, tôi đi họp. Vào buổi tối thì sau giờ làm việc, tôi sẽ đi siêu thị nấu bữa tối. Tôi ăn tối rồi xem tivi, sau đó thì tôi đi ngủ. Chỉ cần vậy thôi là bạn đã có một câu chuyện để nói rồi đúng không? Rồi, ta qua bước 4. Bước này thì bạn sử dụng cái cho tôi cái Google dịch sang tiếng Anh. Rồi buổi sáng là chúng ta dịch như thế này. In the morning. Đúng không? thức dậy là Get up rồi đánh răng là Brush my teeth rửa mặt Wash my face rồi tập thể dục Do exercise đi tắm Take a shower ăn sáng Have breakfast đi làm Go to work rồi vào buổi trưa at noon ăn trưa have lunch nghỉ trưa take a nap đi họp meeting rồi vào buổi tối in the evening sau giờ làm việc after work siêu thị supermarket nấu bữa tối cook dinner ăn tối, have dinner, xem TV, watch TV, đi ngủ, go to bed. Nếu bạn chưa biết cách đọc, thì bạn cần phải nhấn vào cái biểu tượng của Google để cho Google nó đọc và bạn copy theo nha. Giờ thì tôi sẽ giúp các bạn kết nối lại thành một câu cực kỳ dễ và đơn giản. In the morning, I get up. I brush my teeth. Uh, I wash my face. I do exercise. I take a shower. I have breakfast. And I go to work. At noon, I have lunch. I take a nap. I go to meeting. In the evening, after work, I go to supermarket. I cook dinner I have dinner I watch TV and I go to bed bạn đã làm được rồi không cần phải căng thẳng hay cố gắng nhiều đúng không hết sức đơn giản bạn đừng quan tâm đến ngữ pháp vì bạn mới bắt đầu tập nói tập phát âm chỉ cần dùng những từ hết sức đơn giản để truyền đạt lại ý bạn muốn nói cho người khác hiểu thôi Giờ thì bạn ngồi đọc nhắm đi nhắm lại vào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Bạn hãy viết ra những điều mà bạn muốn nói bằng cách dùng những từ và câu cực kỳ đơn giản. Có rất nhiều chủ đề như bạn bè nè, người yêu, người trong gia đình, công việc của bạn. Bạn cứ vẽ ra và nói cho tôi nha. Rồi, bây giờ tôi qua phần 3 là phần kê đơn. Bạn thường xuyên bỏ ra 5 đến 10 phút mỗi ngày để luyện tập. Tôi tin chắc trong một thời gian ngắn, bạn dễ dàng nói thoải mái những gì mình muốn nói với người nước ngoài nha. Rồi, thì ngồi một mình rồi nói. Nói nhiều thì nó ngắm vào từ từ các bạn. Rồi bạn sẽ tạo ra phản xạ tự nhiên nói tiếng Anh như nói tiếng việt vậy đó bạn cứ nghĩ về một cái cảnh bạn gặp người nước ngoài mà mình cứ liên thuyên những cái câu chuyện tuyệt vời của đất nước nè của con người mình rồi của bản thân mình bằng tiếng anh với một cái tâm trạng là tự hào hứng thú vậy là đã thấy sướng rồi đúng không để có những cái video chất lượng và hiệu quả thì tôi cần sự đóng góp ý kiến và chia sẻ của các bạn để mỗi cái video sau của tôi, tôi sẽ làm tốt hơn và gửi đến các bạn những cái phương pháp đơn giản để học tiếng Anh hiệu quả nha. Video của tôi đến đây, tôi xin tạm dừng. Tôi chúc cho tất cả các bạn có được những cái thành công nhất định trong cuộc sống. Goodbye!